Tiếp tục là cái bài số mấy nhỉ? Số 4 ở trang số 43. Hỏi là đường cong ở hình số 30 là đồ thị của hàm số nào trong số 4 hàm số dưới đây? Liên quan đến câu chuyện gì? Nhận diện đồ thị của hàm số. Em muốn nhận diện được đồ thị của hàm số em làm gì? Thì nhắc lại nhá, là chúng ta không đi khảo sát sự biến thiên và vẽ đâu, mà chúng ta gì? Dùng phương án loại trừ, ta tìm ra những đặc điểm nào không phù hợp để loại trừ. Cụ thể như trường hợp này, chúng ta đi tìm xem có những đặc điểm nào mà trên đồ thị này có mà các cái phương án này không có thì ta loại nó đi. Và ta ưu tiên đầu tiên ở cái gì em? Đầu tiên là ưu tiên ở gì? Những điểm đặc biệt có sẵn trên đồ thị. Điểm đặc biệt dễ nhất ở đây là điểm có tọa độ là gì? Đây. Đây là đồ thị của nó này. Còn đường xanh với đường đỏ là hai đường tiệm cận xiên nhá. À xin lỗi, tôi nói nhầm, một tiệm cận đứng và một tiệm cận xiên nhá. Đấy. Đồ thị của nó nằm có một tím tím này này. Được chưa? Thì trên đồ thị này chúng ta nhận thấy cái điểm dễ nhất là điểm x bằng 0, y bằng gì? Trừ 2. Thay vào phương án A xem có được không? X bằng 0 dẫn đến y bằng, thay 0 vào đây là dễ nhất. 0, 0 cộng 2 trên trừ 0 trừ 1, vậy x bằng trừ, y bằng trừ 2. À, thỏa mãn, nó có đi qua điểm có độ là 0 trừ 2. Được chưa? Đi qua điểm này thì mới tức là nó có một cái đặc điểm phù hợp giữa đồ thị của này với đồ thị của này. Nhưng chưa chắc đây đã là phương án đúng. Ta tìm được một đặc điểm mà nó thỏa mãn thôi. Nhá. Ở loại trừ nghĩa ta đang tìm những đặc điểm không thỏa mãn để vớt bớt cái phương án sai đi. Thay x bằng 0 vào phương án B, chúng ta được x bằng 0, dễ ra được y bằng 2. Đấy. Ở đồ thị của chúng ta là x bằng 0, y bằng trừ 2 cơ mà. Ở phương án B x bằng 0, y lại bằng gì? Y lại bằng 2 thì sai rồi. Nên là không có một đặc điểm không thỏa mãn là loại. Đúng không? Nếu nó là đồ thị, nếu nó là hàm số của đồ thị này thì phải thỏa mãn mọi cái đặc điểm. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm ra một đặc điểm nào không thỏa mãn là ta loại trừ. Thay x bằng 0, y vào phương án C thì cũng được y bằng trừ 2, có thỏa mãn. Vậy cái này có loại trừ được không? Ở phương án D, thay x bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng 2, đâu có. X bằng 0, y phải bằng trừ 2 mà. Vậy phương án D bị loại trừ. Đấy, nó vì nó có một đặc điểm không thỏa mãn. Thế còn lại hai phương án A và C thì chúng ta có thể A vẫn còn điểm đặc biệt chứ, còn không? Không, có mỗi cái điểm này thôi. X bằng gì? Trừ x bằng 0, y bằng trừ 2. Mỗi điểm đặc biệt này thôi. Đấy. Nó giúp ta loại đi được hai phương án B và D. Thế còn phương án A và C thì chúng ta lại xem là dạng của đồ thị. À, thì đây là cái dạng bậc của hàm bậc 2 trên bậc nhất rồi. Tất cả đều là bậc 2 trên bậc nhất cả. Nhưng không giúp chúng ta loại đi được phương án nào cả. Rồi chúng ta xét đến tính đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị. À, muốn xét tính đồng biến, nghịch biến thì ta lại đi tính đạo hàm bậc nhất. Ở phương án A hoặc là cũng không nhất thiết là cứ phải theo thứ tự này, ta thấy cái đặc điểm nào dễ nhận diện hơn thì chúng ta có thể chúng ta đi tìm tiệm cận trước cũng được, không nhất thiết nhé, không nhất thiết cứ phải lần lượt các thứ tự như thế này đâu. À, tùy từng bài mà chúng ta sẽ ưu tiên tìm cái đặc điểm nào trước. Tại sao thầy lại không đi tìm đồng biến, nghịch biến và cực trị mà lại nghĩ đến tiệm cận? Nên người ta cho ta hai cái tiệm cận. Đấy, rất sắc nét ở đây, nên là khả năng ta khai thác cái đó. Đường tiệm cận thứ nhất là đường thẳng đứng x bằng mấy? X bằng trừ 1. Đấy. Thế thì ở cái phương án A này này, tiệm cận đứng là cái đường mà x bằng x0. X0 là cái nghiệm của cái mẫu mà không phải là nghiệm của tử, tức là x bình cộng 2x cộng 2 phải khác 0 và trừ x trừ 1 phải bằng 0. Ừ, được chưa? Vậy thì dễ dàng nhận ra được x bằng trừ 1. Đúng không? X bằng trừ 1 là thỏa mãn làm cho cái thằng này bằng 0, và thay x bằng trừ 1 vào đây chúng ta dễ nhận thấy là làm cho cái thằng trên khác 0. Đúng không? À vậy thì ở phương án A có đường tiệm cận đứng x bằng trừ 1. Nó cũng phù hợp nên chưa loại được. Ta kiểm tra phương án C xem. À, ở phương án C nhá, x bình trừ 2x cộng 2 phải khác 0, x trừ 1 phải bằng gì? 0.
không? Vậy ta được x bằng mấy? X bằng 1. Ở phương án C ta nhận thấy là cái đồ thị của hàm này ấy, nó có đường tiệm cận đứng là x bằng 1 chứ không phải là đường x bằng trừ 1 giống như đồ thị đã cho. Và vì thế phương án C bị gì? Bị loại. Thế còn lại là phương án gì? Phương án A. Đấy, loại trừ nghĩa là như vậy, ta cứ đi tìm những cái đặc điểm mà không thỏa mãn là ta loại nó đi. Ok chưa?